Đời người như một ván cờ, sai một bước thua cả ván. Kính thưa quý vị, cuộc đời con người cũng giống như một ván cờ vậy. Đi sai một bước sẽ thua cả ván. Và mỗi người sẽ có nước đi riêng để hạ ván cờ của mình. Kỳ thực, khi xem đánh cờ, có thể nhìn thấy những triết lý đời người mà ta không dễ gì thấy được trong cuộc sống. Những đạo lý đó có thể đem lại những kiến thức mà cả đời người khó lòng có được. Ví như, trong một ván cờ, quân tốt nhất định phải chết trước. Không chỉ vì vị trí của nó bị xếp ở phía trên nhất, mà là vì những quân cờ khác theo quy định, sau khi qua sông vẫn có thể đi lùi. Còn quân tốt, một khi đã qua sông thì không có đường lùi nữa. Bất luận gặp phải quân địch mạnh tới đâu, nó chỉ có thể dũng cảm tiến về phía trước. Vì lý do này mà quân tốt với số quân đông nhất, nhưng số lượng quân tốt còn sót lại sau ván cờ luôn là rất ít. Khi các kỳ thủ đánh cờ đều rất là quý trọng các quân xe, pháo, mã của mình, thậm chí không hề để mắt tới sự tổn thất của quân tốt. Khi cờ tàn thì một binh một tốt cũng có thể là mấu chốt của thắng lợi. Quân tốt tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng có thể đánh bại cả quân tướng. Trong một số trận cờ vào lúc cờ tàn, hai quân tốt thậm chí có thể thắng được cả quân xe dũng mãnh. Quân xe tuy rằng có thể ngang dọc chiến trường nhưng cũng không thoát ra khỏi thế cuộc của bàn cờ. Hơn nữa, quân xe cũng không thể rẽ ngoặt để tiến quân. Kỳ thủ nếu chỉ dùng mình quân xe để sát phạt ngang dọc thì chưa đủ. Nếu anh ta biết tận dụng quân mã và quân pháo để cùng tấn công thì xem như kỳ nghệ đã được nâng cao lên một bậc. Ngang dọc kết hợp dần dần dồn nén đối thủ rơi vào thế luôn phải chống đỡ, không có được cơ hội phản công. Kỳ thủ sáng suốt hơn nữa mới hiểu được sức mạnh của quân tốt. Vì nhiều khi kết cục của ván cờ thì quân tốt chính là quân đánh bại quân địch để mang lại chiến thắng, mặc dù là một quân tiểu tốt chẳng hề được coi trọng. Áp dụng những điều ấy vào trong cuộc sống thì thấy rằng cuộc sống này vốn dĩ không phân nặng nhẹ hay địa vị cao thấp. Tương tự như vậy, chỉ cần đưa quân tốt đến vị trí thích hợp, đưa ra cú đánh quyết định vào thời điểm mấu chốt, một bước chiếu tướng để giành được thắng lợi. Vậy nên tôi nghĩ tầm quan trọng của mỗi quân cờ đều như nhau, chỉ là kỳ thủ sắp xếp chúng ở vị trí như thế nào mà thôi. Không có quân cờ nào vô dụng cả, trái lại lại có rất nhiều kỳ thủ ngu si kém cỏi, trong lòng thì muốn giành được thắng lợi nhưng luôn vì tham cái lợi nhỏ mà thực sự đã quên mất cần phải quan sát toàn cục của bàn cờ, cuối cùng dẫn tới hết nước cờ và tự hủy hoại đường sống của mình. Đánh cờ phải tịnh tâm và đòi hỏi sự chú ý cao độ. Thực ra đạo lý đời người chẳng phải cũng giống vậy hay sao? Nếu ai giữ được tâm tư vui vẻ hòa nhã mỗi ngày thì người đó thực sự đã có được thắng lợi lớn trong cuộc đời này. Khi tâm tư phiền não, bất kể là đánh cờ, làm việc hay là viết văn chương gì đi nữa thì đều lực bất tòng tâm, chi bằng thưởng thức gió xuân, nhìn trời cao xanh, hòa mình với thiên nhiên. Và đời người không phải chỉ là đánh cờ với người khác mà còn là trạng thái quan sát trận cờ trong im lặng. Cuộc đời giống như một ván cờ mà mỗi người có một nước đi riêng. Cũng giống như khi vấp ngã, có người sẽ đứng dậy và cố gắng đi tiếp bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà mình lựa chọn. Nhưng cũng có người cứ mãi ngồi đó và phó thác cho số phận, vì có thể họ đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để bước đi tiếp. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ đời thường. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi, và rồi bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao mọi thứ lại không công bằng tới vậy. Rồi sau đó là những so sánh với cuộc sống của những người xung quanh. Nhưng bạn lại không nhận ra được mọi sự so sánh vốn dĩ đều là khập khiễng. Mỗi chúng ta thay vì than phiền, hãy tự bằng lòng với những gì mình có, học cách yêu bản thân mình hơn. Ngã chắc hẳn sẽ rất đau, nhưng sẽ chẳng ý nghĩa gì khi bạn cứ ngồi mãi một chỗ và than trách. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì chỉ khi mất đi cái gì đó
bạn mới nhận ra nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bạn. Đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng. Đàn ông ham muốn gì ở phụ nữ khi làm chuyện ấy? Kính thưa quý vị, khi yêu, đàn ông có những bí mật và ham muốn ở phụ nữ khi làm chuyện ấy. Vậy đàn ông ham muốn gì? Thích đôi lúc phải yếu chủ động. Thông thường, nam giới thường chủ động tấn công khi lâm trận. Nhưng đôi khi, cánh mày râu cũng thích phụ nữ nắm quyền chủ động. Việc chị em chủ động tấn công khiến họ kích thích hơn, ham muốn tăng cao hơn, nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Thích những điều mới mẻ khi yêu. Nam giới thích phụ nữ sáng tạo, thay đổi không gian yêu, thử những tư thế mới, những trang phục mát mẻ. Đôi khi bất chợt yêu theo kiểu tự phát, thay đổi màn yêu đương quen thuộc thì nam giới sẽ khó mà cưỡng lại được và cuốn ngay vào cuộc yêu. Đàn ông thích nghe phụ nữ nói trong quá trình quan hệ. Nói chuyện trong quá trình quan hệ có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với phái mạnh. Vậy bạn nên nói những gì? Những lời khen ngợi, hướng dẫn và cả vài câu nói hơi thô đều được đánh giá là khá tuyệt vời. Đàn ông cũng bị kích thích trước những lời khen. Người ta tin rằng đàn ông có nhu cầu tình dục mạnh mẽ và khi họ thực sự ham muốn, họ sẽ chẳng bận tâm tới những thứ khác xung quanh. Nhưng cũng giống như phụ nữ, đàn ông coi lời khen ngợi là chất xúc tác, mang lại hiệu quả mạnh mẽ, giúp họ tự tin hơn nhiều trong chuyện tình dục. Họ mong muốn nhận được những lời khen ngợi từ bạn đời của mình trước khi bước vào phòng ngủ, như là khen ngợi cơ thể săn chắc, cơ bụng hấp dẫn, vòng ngực rắn giỏi. Những lời khen sau khi mà kết thúc giây phút thăng hoa cũng mang lại tác dụng kích thích mạnh mẽ với tâm trí của họ. Ví dụ như: anh rất tuyệt, anh đã mang lại cho em những phút giây hạnh phúc nhất. Hãy thông cảm nếu như súng đạn của chàng không được như ý. Người đàn ông nào cũng cảm thấy mất tự tin khi cậu nhỏ không cương cứng như ý muốn. Trong trường hợp này, bản thân họ rất cần được sự chia sẻ và cảm thông từ người phụ nữ thay vì những lời chỉ trích. Hãy nhẹ nhàng thủ thỉ động viên, thay anh ấy làm màn dạo đầu, thậm chí là đụng chạm tới những bộ phận nhạy cảm để anh ấy bị kích thích, phục hồi bản lĩnh. Khám phá cơ thể. Giống như chị em thích được chạm vào ngực, thì chàng cũng thích bạn chú ý nhiều hơn tới những bộ phận khác ngoài cậu bé. Có rất nhiều bộ phận nhạy cảm khác có thể giúp chàng được kích thích vì chúng có nhiều đầu dây thần kinh. Vì thế, chị em nên thử chạm vào những bộ phận này và xem chàng phản ứng như thế nào để có hành động phù hợp.